Nam Thành á, Phật ngữ quá đông, cho nên là cõi Việt Nam là sau này phải ở tại Nam Thành, Phật ở Tây Phương vậy á, cho nên mới có là khai căn là chỉ có trời Phật mới khai thiên mở địa, còn khai căn là chúng sanh mà khai căn là người đau hành căn đó, bên nhà Phật thì đau không chết, mà đau hành sát căn là chết. Vì sau khi nó mượn cái xác nó vô rồi, thời gian nó làm công việc xong rồi nó nhảy ra là cái xác nó yếu rồi, chờ là bàn môn tả đạo nó xuống nhiều lắm. Cho nên thì vấn đề nó xưng hùng xưng bá nó làm dữ lắm. Và dám xưng Phật xưng trời thiếu gì. Ở trên núi bây giờ vậy cho ai á, tôi nói mấy ông đến đây quay, tôi cho mấy ông quay là gì, đã đến lúc tôi cho mấy ông quay thôi. Vì tôi còn phải kêu gọi tất cả trong năm châu này những cái người tu theo đạo giáo, tam giáo phải chạy về. Tôi mới cho mấy ông quay thôi. Mở nổi trận phong ba, thất sơ nổi trận đền đài rồi đó, lôi âm á, là trên chừng nào mà nghe trên trời mà kèn trống mà nó nghe đánh như ca hát đó ha, là chừng đó rồi không còn nữa. Tội chướng đời trước mình làm sai, mình hứa với trời với Phật mình tu hiền trở xuống thế nè, tu hiền đó trở xuống thế, lấy công bồ tát đó, hành thân thể xác là đập mình mẩy phá thân thể, lên xương ông là bà nội quýnh mình quýnh mẩy đó, rồi đó là dùng những phương tiện quýnh mình mẩy gọi là sát căn. Sát căn này là người mượn sát mà sẽ gọi là hành căn, là lên đồng lên sát là gọi là hành căn vậy. Còn nếu mà hành căn bên nhà Phật thì hành bên du di nó khác, đau cũng như không, mà không cũng như thứ ba là bùng nổ rồi. Ha, năm 2000 là bắt đầu cái chuyện này nó xuất hiện, nhưng mà có cái vấn đề là cõi âm đi trước cõi dương đi sau. Bây giờ như thấy nghe nói là nào giờ dịch bệnh thì chỉ nghe nói thôi chứ đâu ai thấy, nhưng mà vừa chiến vừa qua là nó mới quét thôi, quét xương đó chứ chưa có sạch đâu, quét sạch cái người. Vậy là còn một cái trận lớn nữa ha? Còn một trận nữa. Một trận này nó kéo dài cho tới phong thần khởi là lập đời. Việc mình làm lại mình chịu, thọ khổ địa ngục quán trách ai. Đừng nói nhân quả người không thấy, xa trả con cháu gần trả mình. Chỉ nhìn trước mắt người hưởng phước, sẽ tin bố thí với trì trai. Đến đây thì hôm nay đến đây để quay chính xác. Ngồi đây lấy ghế ngồi đó. Ủa anh ăn nhà, trên đây là cái áo của mình hả anh nhà? Cái chỗ làm gì? Dạ, chỗ làm công việc ha. Để, em xin phép em lại dặn em quay được anh nhà. Được. Thì mấy cái clip trước thì mình không có như hoàng đệ đồ này nọ thì không có tận mắt xem cái đoạn phong ấn này, nên là anh nhà bây giờ anh có thể đứng lên anh đặt lên cho em xem được không nhà? Sao? Tại vì mấy cái ấn này anh đứng lên anh đặt cho em xem được không, tại vì giúp được vô á. Coi giới thiệu mấy cái ấn được không? Cái này dạ. Đồ xài không ạ? Ở trên đây là cái gì anh nhà? Ở trên luôn á. Cái này hả? Dạ. Cái này là hộp mật. Hộp mật ha. Mật cái đóng ấn. Còn dưới đây là cái ấn này là như là bên kia là cái ấn nhỏ, bên là cái ấn bự. Hai cái ấn này ý nghĩa như thế nào nha? Thì mỗi người ở thế gian mỗi người làm việc khác nhau. Anh giống như người có ấn bên chấm xá hay là bên củ quyền hay là bên bà chú xứ hay bất cứ, hay bà cậu cứ, nhưng mà cái ấn này thì mỗi người khác nhau, mà này ấn bên ấn Phật. Anh nhà có thể lật đứng lên cho em xem thử được không anh nhà? Ấn Phật đây, ấn Phật luôn. Ủa cái ấn này bằng đồng luôn anh nhà? Cái này thì cái này gặn người ta thành phố. Dạ, nguyên mình gặn luôn kìa. Thì là người ta nằm ngủ, người ta kêu làm gì đó thì kiếm có gì. Cái mình tới ở này ở dưới này không ai làm được, cái này có khuôn đổ. Mà đúc bằng khuôn ha. Nó chắc cũng nặng lắm ha. Dạ, bên trong tới đây nó cũng có cái máy ạ. Dạ, cho xin phép. Ồ, cũng nặng á. Đây nè, trong nó bọng. Trong bọng bọng mà nặng gì ha. Dạ, ta. Ừ. Là đó, chữ là có chữ. Như chữ tàu hết nha. Cái chữ tàu. Có một chữ dạng nữa nè. Cái đó thì nó nằm bên đó là ấn lệnh Phật thầy. Ấn lệnh Phật thầy ha, chữ dạng luôn. Đây là đầu rồng quý vị ha. Ừ, đầu rồng. Đầu rồng ngắm đuôi luôn nè. Không phải, cái này là nó phun lửa, phun nước gì chân châu. Phun nước ha. Rồi em xin phép trả lại. Bên đây có một hàng chữ bên đây nó nặng như người ta. Dạ, có nói vậy đó. Cái này mình đóng ấn là mình đóng ấn khai căn cho người ta hay là đóng ấn cấp sách cho người ta anh nhà? Không phải, những cái người có sắc lệnh ở trên xuống chỗ xuống làm gì thì mới sắc ấn cho.
Còn những người sơ căn thì họ không đủ duyên đâu là. Có nghĩa là em hỏi là mình khai căn cho người ta bằng cái án này hay là mình chỉ cấp cái xác án cho người ta mình đóng không, vô? Cái đó không phải gì. Cái sơ căn nó là để cái người đó nó làm cấp nào. Để bây giờ cái người đó sẽ chuyển đến đây mà nếu là đôi khi có người cũng phải đóng dấu cho làm việc luôn. Hoặc có người thì không cần. Thì cái người đó là gọi là cái quệ tâm, quệ nhãn thì đến đây là mở cho họ. Họ gì họ không được cấp án, không có cấp án, không xác án cho họ. Em cũng hiểu cái điều này dữ lắm anh nha. Mà tại sao những cái gì đó mà người ta hành xác như vậy, người ta phải cần một cái người mà khai cho họ để họ, nhưng mà khai làm gì vậy anh nha? Bây giờ nói tới âm dương thì không hiểu đâu. Giờ nói tới như giả sử như ở Tây Giang. Dạ. Ở đây mình học bên quân sự, đúng không? Học ở đây giờ người ta đi bộ đội, học bên ngành quân sự. Thì bây giờ phải đi tới cái người thầy dạy quân sự đó. Dạ. Người ta dạy, rồi người ta coi mình trình độ tới đâu, người ta mới cấp ra cho mình ra ngành. Ta không đi ra cái người bị đau căn vậy. Dạ. Đau căn giả sử làm bên ngành nào thì ta mới xác lệnh cho làm bên ngành đó. Nó chứ không phải như không, người nào cũng đã ấn dấu cho làm mà làm được không? Hay làm tầm bậy không được nữa. Hay vậy đó. Dạ, như lúc giờ anh Nhà đã giúp nhiều chưa anh Nhà? Giúp nhiều thì cũng có nhiều nhưng mà đóng án ít lắm. Dạ. Tại vì những cái người xác án này có nằm trong sổ sách mới đóng án được. Còn như những người căn là đi đi về đó đi cái này nè. Họ đã cũng dẫn đi hành nhưng mà họ chân truyền đời trước ông bà của họ đã có xác án có sẵn rồi. Xác án đó là do đời trước người ta đã lưu truyền lại cho con cháu người ta. Nhưng mà sao là chưa có ai mở nhãn cho họ thì quẹ cho họ thì họ chưa có làm được đó. Rồi giờ thấy cái người đó đến mình mở nhãn cho họ, mình cho phép người đó có danh sách đàng hoàng rồi bây giờ cho người ta vô làm. Cái khỏi là đóng á. Cái chị em thấy trên cái bàn của anh này có hai cái đồng này là để mình xin keo hay làm gì nha? Cái đó để làm việc nó nhiều khối lắm. Để xin keo một cái quẻ là tùm lum. Những người ta xin coi vấn đề đó gian dối coi những người ta không thấy được cái thực tế, người ta cần phải cái là nhờ âm dương, ta phải cần cái xin coi ở đây chứng nhận cho họ hay không, nó ứng keo đó. Nãy Huynh Ngà nói là những người được đóng ấn, người cấp ấn là những người đó có nằm trong sổ, vậy cái sổ đó là sao mình biết được là những người đó có sổ anh Ngà? Đó thì nói chung biết. Thì mỗi một cái cánh đông, cánh tây, cánh nam, bắc, trung ương đều có một cái người cầm sổ hết. À, có người ta báo cho Huynh Ngà cái cấp sổ, giá thể như vậy, người đó vậy trong giá thể như ta gọi là trời đông, trời tây, trời nam, trời bắc. Dạ. Yeah. Đúng không? Thì cấp cho 5 người gọi là ngũ hành, ngũ hành là 5 cung. Dạ. Yeah. Nhưng mà giờ 5 người này và giữ là 5 cánh, 5 chỗ đó thì bây giờ xác án sổ ai nó giữ, cũng như lính ai thì nó giữ. Dạ. Yeah. Như vậy đó. Để như bây giờ mình không có cấp án lộn được, để cái người đó nằm cấp chung. Người ở chấn giữ cấp chung thì mình mới cấp cho người cấp chung được. Còn nếu mà cái người đó ở cánh đông thì phải hướng dẫn người ta trở về cánh đông. Tại vì cái người cấp án cho họ là ở cánh đông chứ không phải mình. À, ví dụ như cái người ta lần đầu tới đây là anh Huynh Ngà nhìn thấy là người ta thuộc về cái cánh nào. Ví dụ thuộc cái cánh của bên đây thì mình cấp án cho người ta. Cái đó cũng chưa biết là nó nói chỗ này là nói đôi khi với mình nói này này kia làm cái người ta nói mình xạo. Yeah. Cái đôi khi cái căn màu làm bên Phật á khó nhìn. Yeah. Phải lọc tới 5-7 lần nó mới cũng như là mình tắm rửa 5-7 lần nó mới sập vậy. Còn mấy cái căn như Cửu Quyền ông bà các ngài đâu đó thì mình làm mình dòm ra mình biết. Yeah. Còn căn Phật đó nếu đến đây 2-3 lần mà giảm bớt mà kêu nó không dứt thì đó là chưa mình phải trở về gốc, phải trở về trên núi. Dạ. Đó, phải về coi cái người đó gốc nằm ở đâu. Đó, giờ nhận cái ti, nhận lệnh đây, ở đây đó, mà tôi cấp lệnh cho là ở trên thế gian, nhưng mà người đó phải nhận lệnh của ông, tức là phải chạy về núi cô tô cấp. Đó, về cho anh nhận lệnh cho anh hai chỗ đó rồi về mới làm việc được. Đó. Anh Nhà, mà bây giờ em xin phép nè, em mượn cái này ra sáng, quay cho sáng chút mình con Nhà. Cái gì? Cái án này của anh nè. Không, cái án nó gì được rồi, đừng có làm nhiều quá, không tốt. Dạ, vậy là không có để, mà chỉ nằm đây thôi ha. Mà khi mà anh Nhà dùng cái án này rồi mình khai cho những cái cô bác vậy là mình có thêm một bài chú nữa không anh Nhà? Tại vì nói chung chỗ này, chú thì nó không có.
Nhưng có cái giờ các ngày theo là làm việc á, mình giá các ngày thôi, chứ không có chút. Ở đấy giờ là người ta làm việc có ông, người ta làm việc cho xác lệnh cho người có ông, nhưng mà ta lựa chọn cho cái người có dương. Ta kêu làm việc là có quyền xác lệnh cho người có dương. Thì tới ngày đó mình trình người có âm đàng hoàng cho ngày đúng ngày tháng người đó nhận ngày đó ngày mấy tháng mấy rồi mình xác ấn vô là nó hợp với con. Dạ. Tức là làm gì? Làm gì đó. Em thấy anh ghi ở ngoài trước là ba dòng thơ, một chữ một dòng trước là ngày xưa đạo hạnh quá lu, ngày nay sáng tỏ, thì đền bù ngày xưa là như thế nào anh nghe? Nó có cái chỗ này, cái từ cái thời xa xưa đó, Phật thầy ra đời đó, dân chúng còn ám u đó. Không biết đâu là kinh doanh, không biết đâu tu hiền đâu, chỉ biết là giành giật lẫn nhau, ác bá. Cho nên ngày xưa đó đạo hạnh đâu có ai biết tu, cho nên là mới có câu ngày xưa đạo hạnh quá luôn, ngày nay sáng tỏ đền bù ngày xưa, tức là sau khi cái thời hạ mới nó xong rồi lập lại cái thời thượng. Yeah. Tức là cõi thế gian này là Nam Thành Phật ngữ quá đông, cho nên là cõi Việt Nam là sau này phải ở tại Nam Thành Phật ở Tây Phương vậy á, cho nên mới có là sáng tỏ là vậy á. Mà nói là nói vậy, chứ những người tu chân chánh mới được gặp Phật, gặp tiên chứ. Giả sử như không đúng thì cũng không được gặp được đó. Nó là vậy. Đó là cái câu 2-3, mấy câu đó là chỉ thắc tỉnh những người chân tu thôi. Còn những phàm phu đời thì họ chỉ là những cái câu thơ thôi. Nó là vậy. Nếu ai biết tâm lý, chân đức trở về nguồn cội, nguồn gốc ông bà tổ tiên ngày xưa thì mới ngộ nhận ra hiểu. Còn nếu mà nó không hiểu thì cũng bình thường. Rồi bây giờ em xin phép em với anh Nhàn đi ra trước ngồi ha, trong sáng chú anh Nhàn thôi. Nói chồng gọi là khai căn đi anh Nhàn. Cái khai căn thì do tiếng xanh họ nói thôi, chứ không phải là gọi khai căn. Nó là giải căn. Cái khai căn là chỉ có trời Phật mới khai thiên mở địa. Còn khai căn là chúng sanh, mà khai căn là tại vì mình đây là giải căn, cái căn tội chướng đời trước mình làm sai, mình hứa với trời với Phật mình tu hiền trở xuống thế nè, tu hiền đó trở xuống thế lấy công bội là cái người đó làm sai luật pháp của trời Phật hay là sai là nói đó, bị trên Phật mới gọi là giải căn. Còn nó khai căn là chỉ có trời Phật mới khai thiên mở địa thôi, chứ nói cái câu đó mà giải căn mà khai căn là nó không đúng. Còn như thế nào là bị hành căn luôn nha? Cái hành căn nó nhiều loại. Cái hành căn có đôi khi đau căn đau quả do cái tội mà sanh ra. Tội ở thế gian nè, đã trước đã có cốt tu rồi. Nhưng mà cũng như tôi đã nói là vấn đề là hứa với Tam Bảo đó, hứa với các ngài là cho xuống thế gian này để mà cứu đời, cứu giấc trong họ. Nhưng mà xuống đây thì không làm trái ngược đó. Đi nửa đường thì gặp con khác nó dụ rồi. Cho nên là không có làm đúng lời nói của mình, bị hành. Có người hành chết luôn, không giải được. Có người hành đợi 50-70 năm để gặp cái người nào đó đủ cái duyên thì người đó sẽ giải hết. Còn nếu có người á, phải hành, phải đi tìm đủ thứ hết. Rồi có đôi khi phải hành cho chở, tự động chở cái gì núi, chở gì gốc. Nó nhiều loại vậy. Giữa cái hành căn với cái hành xác có giống nhau hay là khác nhau anh nhà? Khác. Hành xác như thế nào anh nghe? Hành thân thể xác là đập mình mẩy, phá thân thể, lên xương ông rồi bà nó quýnh mình quýnh mẩy đó, rồi đó là dùng những phương tiện quýnh mình mẩy gọi là xác căn. Xác căn này là người mượn xác mà sẽ gọi là hành căn. Dạ. Là lên đồng lên xác là gọi là hành căn vậy. Còn nếu mà hành căn bên nhà Phật thì hành bên du di nó khác, đau cũng như không mà không cũng như đau nó vậy. Còn nếu mà nói ra thế gian thì nó khi khác, khi đấy đi đây đó thấy ông lên ông này bà nói lên ông hổ ông này ông nọ đó, cái đó là hành sát căn. Hành sát căn đúng là cái cũng như là cái phần hồn đó họ cũng có tu, nhưng mà đời trước họ tu hành đã chân chánh rồi, sau này họ chuyển thế, có thời gian họ chuyển thế xuống thế gian này, ông làm điều không đúng cho nên họ đọa và thú, hay là đọa về những cái người đó là họ chưa có giải hết nghiệp căn, họ còn sứ mệnh. Cho nên họ phải chở vô cái xác đó để chở dứt cái sự mạng, cho nên gọi là hành xác căn. Còn du di đó thì nó khác, giả sử người có sức mạnh du di thì hành vẫn đau, nhưng mà đau cũng như không gọi là đau làm bổ đó. Ở thế gian cũng đau hành căn đó, bên nhà Phật thì đau không chết, mà đau hành xác căn là chết đó.
Vì sau khi nó mượn cái xác nó vô rồi, thời gian nó làm công việc xong rồi nó nhảy ra là cái xác nó yếu là chết, nó vậy. Quân nhà có thể giúp được cái bệnh tạ, chị được bệnh tạ không nha? Cũng tùy loại. Để tới cái người đó, nếu cái căn cái quả người đó đã bị hành phạt thì theo cái loại, nếu ăn năn sám hối chờ để có người giải thì giải nó. Còn mà cái người thời kỳ này là gọi là thời kỳ trả quả, có đôi khi phải chết mang theo đó. Nhưng mà nó có chỗ này ăn thua cái chân lý, để biết mình biết là cái nguồn cái cội mình hay không, biết trở về cái chân lý mình hay không. Còn không là không cứu được. Cái thứ ba nữa đó, đôi khi bệnh tà, tà mà là tà ma ngoại đạo, nó mượn cái thân xác vô, nó nhập xác, nó xưng ông này bà nọ, cái đó cũng dễ nhưng cũng khó. Cái thứ tư nữa là do bị bùa chú nó còn. Bây giờ là bàn môn tà đạo nó xuống nhiều lắm, cho nên thì vấn đề nó xưng hùng xưng bá nó làm dữ lắm. Và dám xưng Phật xưng trời thiết gì ở trên núi bây giờ vậy, cứ giỏi này thì cứ việc làm đi, nó là vậy. Nhưng mà biết cái người hành căn đó như thế nào, nếu nói đúng cái danh hiệu của tôi là người đó biết sám hối thì mới cứu được. Đó là đạo của tôi, hay vấn đề là tôi giải được. Còn nếu không không sợ là cái đến đây cũng tự động chết như vậy, vì nó không bước vào trong sám hối được như vậy đó. Giả sử cái người đã đau căn hay là vấn đề bị tà ma hay cái gì đó, nhưng mà cái số cái người đó là đã có bên Phật pháp, đôi khi người ta phải kêu ma quỷ hành đi chiều để cho bớt cái nghiệp lại, những cái điều làm đúng. Nghe danh hiệu là cái tôi ra đời thì vấn đề cái người ta tự sám hối thì ma quỷ nó chạy hết rồi, không vậy? Còn với cái vấn đề mà cái người đó mà nếu đã không có tu đạo theo tôi thì ma quỷ nó không sợ. Vấn đề không phải là nó không sợ đâu, vì vấn đề là trong cái chân kinh Phật có nói người nào biết tu nhân có rất kính trà kính Phật, người ta độ gì cho thì ma quỷ không cho Phật như vậy đó. Nhưng mà cái người đó không tu đúng chân chánh thì nó, ma quỷ nó không sợ, nó phá hoại. Cái đó cũng có thể dễ cứu được, nhưng mà đòi hỏi cái người đó có đủ cái thiện duyên hay không. Không phải là mình nói là mình cứu không được, gọi là cứu số đúng không? Cái người đó có tới số hay không? Có đôi khi á, cái người đã tới số rồi, dù đi tới trời, trời cuối cũng được. Nó là gì? Giả sử như vậy, cái số cái người đó phải bị cái tốp đó nó hành như vậy là tới chết, thì không ai cứu được hết. Nó vậy đó. À, mấy tháng đã về đây xong, cái thời tiết nó khó chịu quá. Mà cái này là do cái những cái hiện tượng hay sao anh? Bây giờ mình nói nó nói hai mặt. Chứ nói bên tâm linh không thì ở thế gian nó không có đồng ý đâu. Một phần thứ ba là bùng nổ rồi. Năm 2000 là bắt đầu cái chuyện này nó xuất hiện rồi. Nhưng mà có cái vấn đề là cõi âm đi trước, cõi dương đi sau. Bây giờ như thấy nghe nói là nào, giờ dịch bệnh thì chỉ nghe nói thôi chứ đâu ai thấy. Nhưng mà vừa chiến vừa qua là nó mới quét rồi. Quét xương đó chứ chưa có sạch rồi. Quét sạch cái này. Vậy là còn một cái trận lớn nữa ha? Còn một trận nữa. Một trận này nó kéo dài cho tới phong thần khởi là lập đời, tất cả chúng sanh này bị sạch hết, chìm trong biển nước hết. Nó gọi là khai thiên mở địa đó. Nhưng mà hỏi chúng sanh trong cái thời an quân này đủ đức hạnh để sống qua thời kỳ đó không mới gọi là quan trọng. Chứ thì bây giờ đi chưa? Tôi nói cho biết. Đời nay nó mà không biết tìm cái chỗ để nương tựa thì đời sau nó có giống như giờ mình cái mình đi đâu mình ăn cái phao là chắc ăn. Để có gớt nước cũng có phao ốm. Đó là vậy đó. Để bởi trong kinh Phật có nói á, sau này tất cả về trên 100,000 mỗi đạo chỉ còn có 3 đạo mà thôi là Phật Thánh Tiên đó. Ngôi là Phật đài tam giáo tại thế gian chỉ có Phật Thánh Tiên thôi. Phật là Phật Tổ. Pháp là pháp gì? Pháp là pháp là của vua Minh Dương sau này. Còn tiên là của Ngọc Hoàng Đại Đế đó. Sau này chỉ còn có ba giới đạo này thôi. Nếu mà không biết, tôi nói bây giờ dù có, bây giờ tôi nói thì chúng sanh đôi khi họ không hiểu. Thì nhiệm vụ của anh là nổi trận phong ba, thất sơ nổi trận đền đài rồi đó. Lôi âm là trên chừng nào mà nghe trên trời mà kèn trống mà nó nghe đánh như ca hát đó ha, là chừng đó rồi, không còn gì nữa. Tôi nói cho biết. Dạ,
nói thấy sợ quá. Nó là giống như là một cái thiên cơ mà nhưng mà cũng có ít số người ta biết trước, như Huynh Ngà vừa chia sẻ đó là nó sẽ có một cái trận mà nó sắp tới đây là nó cũng còn mấy ông phải hơn. Mấy ông phải tránh làm sao ra khỏi bốn dinh ông Thả. Mấy ông mà nếu ở bất cứ ai mà ở trong dinh bốn dinh ông Thả là sau này không còn bóng. Đừng thấy núi non nó đi rất là linh, nó là non nhật thủy của trời đất tạo, cõi Lâm Hoa lập trên đó, bản phong tầng lập trên đó thì, nhưng mà trước hết phải hủy diệt, cũng như trước hết mình phải cắt cái nhà thì cái nền đất của mình phải dọn sạch trước, làm nền trước rồi mình mới cắt nhà lên sau, hiểu không? Yeah. Núi này nó sẽ nổ ra tràn bốn dinh ông Thả, coi chừng nó bay tới đây, tôi nói cho biết vậy. Nhưng mà nói thì nói vậy, ngày xưa đó có người đã cầm bốn dinh ông Thả đó lên trên nữa là năm. À, mà bây giờ lại có người nó ở dưới chân có năm dinh ông Thả nữa, ghê đó chứ. À, để coi tà chánh nó làm như thế nào. Sau này tôi nói cho biết, vì cuộc sống ở dưới chúng sanh đó, đôi khi có người học rất là nhiều nhưng mà xuống trần nào giàu sang phú quý, ngày xưa là bộ, ngày nay làm cái gạt nghĩa là toàn xe hơi không, bây giờ máy bay không, cho nên vấn đề là nó quên cái nguồn cội. Hôm nay tôi nói mấy ông đến đây quay, tôi cho mấy ông quay là gì, đã đến lúc tôi cho mấy ông quay thôi, vì tôi còn phải kêu gọi tất cả trong năm châu này những cái người tu theo đạo giáo tam giáo phải chạy về, tôi mới cho mấy ông quay thôi. Còn nếu mà như ngay chút trước thì tôi không cho mấy ông quay. Vậy là kêu gọi quay đầu về con đường Phật á. Thì bây giờ đó, đài Phong Ba nó nổ rồi đó, Thất Sơn nổ chạy đoàn đài rồi đó. Bây giờ mấy ông thấy, giờ cả khắp thế giới cửa nhà tan nát rồi, rõ ràng chứ. Bây giờ tất cả chúng sanh tin công việc. Tôi nói gì? Chừng nào mấy ông nhìn thấy trên trời mà như tôi đã nói, nhưng mà chúng cảnh chúng sanh chưa đến nỗi mà chết hết. Nếu mấy ông ăn đất ăn đá được thì mấy ông mới sống được, còn không thì không bao giờ sống được. Đất mà mang được, đá mà mang được, tới sau này xi măng mà ăn mất mà ăn được là mấy ông mới sống. Còn mấy ông ăn không được là mấy ông chết. Nó bị gì? Vậy là chỉ còn một cách là để mình mới nương theo cửa Phật, tu hiền không theo phải, Phật. Không phải nói tiêu nương theo cửa Phật. Phật bây giờ nó có tới 8 cửa Phật, gọi là Thọ Bát Quan Trai, nó có 8 cửa. Nhưng mà đòi mấy ông tìm đúng con đường mấy ông đi, cửa mấy ông đi vô hay không thôi. Ngày xưa mấy ông tu đạo gì, hạnh gì mà ông ngày nay có được chuyển thế thời hạn mà mặc pháp này, bước qua thời thượng quân này là cái căn duyên mà ông đã có rồi. Đó. Giả sử ngày xưa ông tu vào, ông thi, ông học, ông tu vào trường chính trị quân sự, thì ngày nay ông phải tìm về cái gốc chính trị quân sự của ông, chứ ông không đi đường khác được. Chứ ông đi đường khác thì không ai cứu giúp ông. Bây giờ giả sử ngày xưa ông vô giờ học vào trường chính trị quân sự, nó đưa ông ra ngành, thì bây giờ ông phải trở về đó, người ta coi sổ bộ ông là người ta cấp ngành cho ông thì cho ông trở lại được. Còn vấn đề đi chỗ khác nó đâu có tin ông, nó đâu có biết ông, nó cứu ông, đó là gì đó. À, cho nên chúng sanh sau này tôi nói cho biết, cảnh điêu linh đầu tháng ở chúng sanh sau này đó, nó khủng khiếp bình sanh đó, chứ không phải là chuyện dễ đâu. Chứ không phải nói là cái chuyện, chừng nào thấy Phụng Hoàng ở trên nó bay, nào giờ đó ai thấy Phụng Hoàng đúng không? Nhưng mà Phụng Hoàng nó bay ở trên nó phun lửa là làng sớm cháy hết, rồi chúng sanh chết vô số kể. Nó sẽ có chứ sao không có, nhưng mà tại vì nó chưa tới đâu. Màng cũng như tôi nói mà ông coi cả lương màng là mới kéo, chưa tới màng sao hả, nó tới rồi kết cục mà ông biết liền, nó phải đi từ màng lớp. Cho nên mấy ông nên nhớ gần cái tuần cá lương hay tuần phim thì cũng vậy, nếu chung chánh ngay thẳng thì mới còn tà gian là chết không còn, nó là vậy đó. Thời kỳ này tôi cho biết gần á, thời kỳ tôi ra đời này đó, chúng sanh nó còn mê muội rất nhiều. Tôi đã đi thất tỉnh chúng sanh rất là nhiều, trong cái vùng là đồng bằng sông Cửu Long này rất nhiều. Nhưng mà người tu á, biết tôi thì rất ít, mà người tu theo tôi mà họ phản thầy phản đạo cũng nhiều. Cho nên tôi nói cho mấy ông biết, mấy ông chờ coi, mấy ông sẽ có cái dịp mà sống tới hội Long Hoa đó. Nhưng mà vấn đề mới tới hội Long Hoa mà ông thấy những người nào bước vô chưa bước tới cửa mà nổ, đó là những người đã phản thầy phản đạo. Tôi cho biết những người mà phản thầy không giữ lời thầy tới bước tới cửa Long Hoa thì dù tu hạnh cả nào cũng phải bị nổ bệnh hồn bệnh sắc hết. Đó là gì? Phải biết gì cái tứ ăn ha. Cái tứ ăn là một lẽ là mấy ông ngộ nhận, mấy ông về con đường nào tự thiền thức của ông chân lý mà ông biết.
cũng như người ta nói thế này nè, tôi nói mà không hiểu. À, bây giờ giả sử như cái bí mật của mình, à, mình nói đơn giản thôi. Người ta nói đâu biết, nhưng mà mình thấy cái đó là của mình hay là cái đường lối mình làm hay là cái chuyện đó mình làm là mình phân tới. Biết không? Còn những chuyện của người khác mình đâu nhúng tay làm gì? Đó là gì đó. Chứ là vấn đề thời kỳ này á, tôi không có nói ông ở theo tu hay là ông theo ai. Nếu nói như vậy tà giáo thì nó cũng y gan vậy thôi. Bây giờ nó đang kêu gọi chúng sanh các gì. Cũng như bây giờ hôm nay tôi, tại sao tôi nói ông quay là tôi cũng mượn cái đà cho mày. Tất cả chúng sanh trong mọi người nào tu thời kỳ mặt pháp này, bước thời thượng cơ không vượng vân. Nếu ai thấy hình tướng của tôi hay vấn đề là tu đạo của tôi, tự động phát thiên tâm can, thành chánh giác, đắc quả Phật tâm, thì sẽ nhìn thấy tôi thì họ sẽ trở về chân lý. Còn nếu không thì họ chuyến này sẽ không biết sao nói. Nhưng mà nói thì nói vậy. Chứ chúng sanh thời hạ quân này đó, thượng quân thì là đặng 100 chứ hạ quân này đặng chưa quá được 10. Tôi nói cho biết vậy. Vì thời kỳ này nè, tôi nói hẳn hồi, mấy ông nên nhớ kỹ, mấy ông nên sống là mấy ông đâu như tôi nói ngay chân cái còn mà bình tĩnh ông đang ở đó. Tất cả các ngài đã giao sổ bộ tôi hết rồi. Đợi đằng này là tôi phất cờ ra lệnh thì mấy cái còn nó không còn đâu. Tôi nói mà không biết. Nhưng mà chúng sanh mà ông vẫn bình yên trên đó, mà ông sống, mà ông đâu bao giờ biết. Về lệnh thiên, mấy ông thấy đơn giản vậy đó. Nếu mà là thiên cơ mà đã định rồi, không có bao lâu, 1-2 ngày là quỷ hết cho đất rồi, không còn. Cho nên bây giờ cái người đời chúng sanh á, bây giờ họ còn mê nhiều lắm. Biết mê là như thế nào? Tôi đi mà họ cứ nói tôi nói này đó, họ nhầm cái tôi đi tôi cạo ở đầu nè. Họ thấy tôi ăn mặn, nhầm khi tôi cũng chẳng nhậu. Yeah. À, tại vậy trên cho mình làm gì? Đó, giờ để coi làm cái sao người ta thấy tôi bận đồ cúng đồ rồi cạo đầu rồi đeo chủ rồi họ rất kính ngưỡng, mà thấy tôi bỏ tôi đi ăn cơm rồi là họ bỏ đi. Mà ông nên nhớ rằng á, nếu mà ông đạt được thiên tâm can, đạt thành chánh giác, huệ căn mà ông có mới nhìn được thấy qua bao nhiêu lớp tường. Chứ vấn đề ông nhìn thấy sắc áo thời gian thì ông không nhìn thấy được. Đó. Vậy mà ông thấy bây giờ tôi nói đơn giản quá, nhầm ghi có người biết tôi, mời tôi đó, thì người đó tôi thọ ký cho. Tu hành bao nhiêu không biết, sẽ được vào hội Long Quang. Còn nếu người nào, tại vì họ ngày nay họ đã xá án tôi rồi, tức là họ đã xá tôi ngày nay rồi đó, biết tôi, họ hành lễ tôi rồi thì tôi đã xá cho họ vào hội Long Quang rồi. Còn nếu người tu vừa tôi cho giỏi cỡ nào giỏi mà không biết tôi, cũng ở ngoài gào thôi. Tại vì người ta nói Phật là nhìn cái tâm chứ không phải nhìn vào cái vấn đề là cái sắc ảo. Đó, bây giờ nhầm kia mấy ông ở đây, nhầm kia mấy ông thấy tôi á. Vậy đó, nhầm kia tôi vẫn ăn mặn, tôi vẫn nhậu. Đó, chứ không phải tôi ăn chay. Mà ở trên cho ăn, muốn ăn ăn cũng không. Tại vì vấn đề tôi nói mấy ông nghe nè. Nếu thật sự chúng sanh mà có Phật hào quang ngũ sắc như trong phim á, chắc chỗ đó thành cái chợ rồi. Chứ không còn chỗ là để làm việc nữa. Cho nên tôi nói mấy ông nên nhớ kỹ, Phật là theo tự tâm nha. Mà Phật có nhiều loại Phật nghe, tôi nói cho ông biết à. Nếu tính theo Phật là lầm, rất là sai lầm. À, tôi nói cho ông nghe nè. Ông mấy ông có coi phim mà ông Khương Tử Nha vậy? Đó là thời khai thiên mở địa, là thời bàn cổ đi khai. Khai thiên mở địa, đó là ông Khương Tử Nha này, ông là Phật. Nhưng ông đâu có ăn chay. À, rồi đâu phải ông là đâu có thấy ai thấy ông là ông Phật. Nhưng mà sau khi Khương Tử Nha là lập bản phong thần xong xuôi rồi, đấu với cái tận giới là thấy thông thiên giáo chủ xong rồi đó, rồi 700 năm sau tại đất nước đó mấy Đức Thích Ca Mâu Ni mới là cả đời. Cho nên vì thời kỳ mà pháp tức là tới chung thượng chung đó, cấp trung ương đó, thì vấn đề Phật tổ mới ra đời. Còn Phật trước đó, gọi là Phật cổ đại đó, thì đã ra đời từ lâu rồi. Cho nên thời kỳ cái màn lớp của ai nó làm có những người sai lầm chỗ này nè, nói ông Phật là ăn chay sai là không đúng. Tôi nói cho biết vậy. Vì ông Phật cổ đại ông không ăn chay, mà nói cho biết luôn thời thượng cơ quân này cũng không có ăn chay, mà vẫn đắc quả Phật, đắc quả Phật thánh tiên. Còn thời trung quân ăn chay mà có không đắc quả Phật, mà có nhiều vẫn rớt xa địa ngục. Mà xa tới thời hạ quân ăn chay trường, ăn chay kỳ đủ thứ, đọc chùa chiền cũng không ai đắc quả Tây Phương. Vì tại vì quá
thấy là thấy đi đường không, chùa này chùa nọ, thấy cái chùa mà còn cách xa khác nhau nữa, thấy chưa? Yeah. Đó như vậy rồi làm sao mà vô sa môn được, Phật nào cũng nhận Phật à. Nhưng mà nói đi nói lại gì, Phật cổ đại khác, Phật trung đại khác, hạ đại khác, tức là thượng trung hạ khác nhau. Ngày xưa đó chùa ở đâu ở, cái thời xưa chùa ở đâu ở đó, rồi có ai chỉ dẫn là xuống tóc ăn chay đâu, nhưng mà tôi gọi là ngộ giác chánh giác, mới gọi cái vấn đề là thiên tâm can đạt thành chánh giác, tức là mình ngộ, mình biết cái sợ, mình sợ cái sai mình không làm nữa, là mình làm cái điều đúng đắn, cái hiện từ là đắc quả Phật, đó là vậy đó. Còn với thời nay là đôi khi tôi mới nói đây rõ ràng tu hành chứ có nhiều cái chuyện phải bắt cọc, tôi nói vậy là nói mình nói vậy thôi, còn tới qua cái thời đạo quân này thì còn giữ nữa đó, chùa mà phải tranh đấu với nhau tùm lum nhau nữa thì nó đâu còn nữa. Bởi người ta mới gọi là quân hạ quân, gọi là cái quân tranh đấu đó, thì nói chung là nói cái tài kỳ hạ quân này nó là vậy. Ai biết được trang con đường chân lý của mình thì trở về, không biết thì quyền chứ không có kêu ai cũng không ngủ, nói vậy. Giả sử bây giờ mấy ông đến đây thì mấy ông là đạo giáo của tôi đó, nhưng mà mấy ông vẫn chưa nhìn thấy được tôi, chưa biết được tôi thì mấy ông vẫn còn đi nữa, vì có bao nhiêu cái bằng lớp mấy ông chưa lọt hết, giả sử là vậy. Còn nếu ông không phải của tôi thì tôi kêu mấy ông cỡ nào mấy ông cũng không phải không biết đâu. Dạ dạ rồi, thì hôm nay thì nông dân tới đây cũng nhờ huynh ngài chia sẻ, thì cảm ơn huynh ngài nha, đã chia sẻ cho cộng đồng mạng cũng như kênh nông dân được biết thêm chút ít về phần du di đạo pháp. Chào huynh ngài, cảm ơn cô chú anh chị đã xem kênh nông dân miền Tây Vlog. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị.